bàn với ngài chương trình học sắp tới ạ. À, dạ, con xin thay mặt đại chúng trong thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi ngài dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mến thượng tọa giác đẳng ạ. À, Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ chư Tổ Tuệ Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Xin được hỏi là chư Tổ Tuệ Siêu có ở trước máy và chư Tổ có nghe được không? Nếu là chư Tổ Tuệ Siêu nghe được, xin chư Tổ hoan hỷ cho biết. Chư Phật, thưa quý Phật tử, bài học của chúng ta cho đến nay trong giáo trình Phạm ngữ Pali đã tới bài số 23. Chúng tôi cũng phải thú nhận mấy đó, đây là một giáo trình mà phải đắn đo rất là nhiều. Cho dù đã 23 bài học nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có một cái phương cách giảng dạy gọi là đến cái mức độ gọi là hoàn toàn vừa lọc để có thể giữ nguyên một cái cách dạy cho những bài học sắp tới. Lý do rất là đơn giản, đó là chúng ta thấy cho đến giờ này khi mà học Phạm ngữ thì chúng ta cần làm bài tập. Mà làm bài tập thì cái số Phật tử có thể tham gia được rất là ít, quá ít. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì chúng tôi hiểu là khi học Phạn ngữ đòi hỏi giống như tất cả ngôn ngữ nào cũng vậy, không phải riêng gì Phạn ngữ, chúng ta cần có cái sự tương tác vừa giữa người học với người dạy. Và nếu mà quý vị chỉ có một hai người là bài tập thì tôi gọi tôi siêu lâu ngày thì tôi cũng không có cái cảm hứng để mà dạy. Và quả thật thì môn này cần chúng ta nhớ nhiều. Khi mà chúng tôi còn đi học, mỗi một ngày có thể học là 20 danh từ, 10 động từ, rồi tức là phần từ vựng mình học cũng mỗi ngày một thêm. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi hiểu rằng không có cách gì ở trong cái thời gian ngắn ngủi mà quý Phật tử có thể học như vậy. Vì vậy, chúng tôi cũng nhận ra một số cái trở ngại khác là thì gọi Thầy Siêu là người rất là kỹ tính ở trong phần giảng giải. Thành ra mỗi khi mà những cái từ vựng Pali mà dịch sang tiếng Việt đó, thì nếu mà chúng tôi là người dịch hay là vị khách dịch đó, thì Thượng tọa cũng phải sửa lại rất là nhiều theo cái cách dịch của Thượng tọa. Và vì điểm này đôi khi chúng ta cũng mất rất là nhiều thời giờ. Và rất là nhiều thời giờ, tức là vừa giảng bài mà phải sửa cái giáo trình. Vì vậy, sau nhiều lần đắn đo đó, thì đây là một số cái đề nghị mà muốn đề nghị Thượng tọa Tổ Siêu để thể thử xem hôm nay Thượng tọa có đồng thuận hay không và quý Phật tử đồng thuận hay không. Thứ nhất á, là để Thượng tọa Tuệ Siêu có thể dễ dàng đi qua nhanh các cái từ vựng thì sẽ chỉ dùng những cái từ vựng mà Thượng tọa đã dịch, đã chuẩn bị ở trong quyển Pali Đàm, Hàm Thụ, Pali Hàm Thụ để lấy từ đó ra, tức là chỉ dịch Thượng tọa. Thì bởi vì Thượng tọa là người soạn cái đó đó nên mọi việc nó lại nhanh chóng hơn. Chỉ có điều là ở trong Pali Hàm Thụ thì nó là một quyển sách mang tính cách là khảo cứu, và do vậy nó khác với cái bài học mà chúng ta học từ ở đây. Giờ đó bài học ở đây chúng ta học ngắn thôi, không có nhiều, chúng ta không có dài trong từng bài. Thật ra trong quyển Pali Hàm Thụ thì cũng không có phân từng bài rõ ràng, mà phân theo cái như một quyển sách bị dạy văn phạm vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta trích ra ở trong quyển Pali Hàm Thụ. Và điều thứ hai đó là ở trong mỗi một bài học đó,
thì chúng ta sẽ có đi qua một phần bài ôn. Bài ôn là chúng ta nhắc lại, thí dụ như là ngày hôm nay chúng ta học về chỉ định cách, nhưng mà những lần trước thì chúng ta có học về chủ cách đối cách, thì chúng ta có phần ôn lại, thì ôn ngắn thôi, tùy ý thường gọi bằng quý phần từ sử dụng phần bài ôn đó, là vì thế này đó, là nếu không có nhắc lại bài ôn, có nhiều khi quý Phật tử làm bài quý vị quên đi, mà thật ra bài ôn thì cũng không có nhiều. Dạ, thí dụ tuần này chúng ta học về động từ thời quá khứ, thì chúng ta sẽ nhắc lại một phần trước kia về cũng chia động từ. Từ kỳ này chúng ta học về danh từ, chúng ta cũng nhắc một số văn phạm liên quan đến danh từ trước kia. Đó là vấn đề bài ôn. Rồi bên cạnh bài ôn thì thưa quý vị, chúng ta có một cái giới hạn. Thật ra thì đang bắt đầu dần dà chuẩn bị một cái danh sách từ vựng không có nhiều, như là quý vị thấy rằng trong cái bài học này từ đây cho đến bài 30 ấy, thì chúng ta xào nấu trên dưới khoảng khoảng chừng 100 từ vựng, ở trong đó có danh từ và động từ. Những từ vựng này tương đối rất là quen thuộc và xài nhiều, chừng đó mà giống như mình khéo nấu ăn ấy, thì không cần nhiều, nhưng mà chừng đó nguyên liệu chúng ta có thể nấu được một số các cái món ăn chính được. Thì đề nghị là không có học từ vựng nhiều, mà chỉ một cái bảng từ vựng đó mình xào đi xào lại làm sao mình sử dụng để làm bài tập. Đó là cái bảng từ vựng. Thì ngoài cái bài ôn là ôn được cái cũ, bài tập thì dĩ nhiên là chúng ta có bài học, và trong tuần học này thì cũng lấy từ quyển văn phạm Pali của Pali Hàm Thù của Thượng Tọa Tự Siêu, nhưng mà cũng cắt ngắn thôi, không có nhiều. Điều mà rất là ngại đó là khi mà chúng ta đi vào một cái môn học tương đối là khô khan mà cần trí nhớ nhiều, mà cái vị thầy phải làm hết mọi việc, vị thầy phải làm hết, chúng tôi hoàn toàn cảm thông về điểm này. Tại vì cho đến nay thú thật mà nói đó, thì đối với cái nhìn của chúng tôi đó là dạy phản ngữ ở trên online đó, như là trong lớp Phật Pháp Puttama, nó còn khó hơn dạy thắng pháp nữa. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi quý Phật tử phải nhớ lại rất nhiều, và mỗi lần mà Thượng Tọa Tự Siêu đưa ra những câu bài tập mà quý vị không làm được, không hay là không có nhiều người làm, thì Thượng Tọa gọi là đã tự biên rồi, phải tự diễn nữa, tức là vừa dạy rồi vừa làm bài tập luôn, tất cả mọi thứ. Để thật sự dạy lâu thì nó cũng nản. Và riêng về phần bài tập đó, thì chúng tôi đề nghị quý vị là chúng tôi sẽ đề nghị Thượng Tọa Tự Siêu không có làm bài tập liền, mà tuần này thí dụ như hôm nay để coi quý vị học xong ra sao, thì trong lúc quý vị học chúng tôi sẽ đưa bài tập và quý vị về, thì tuần tới á, chúng ta trở lại, chúng ta ôn và chúng ta làm lại. Quý vị để ý thấy rằng trong những lớp học sinh ngữ á, cái chuyện bài ôn rất là quan trọng. Bài ôn là cái gì? Nhắc đi nhắc lại. Rồi bài tập cú rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có bài ôn, không có bài tập á, thì thật ra học một cái ngôn ngữ khó lắm. Ở đây ai học cũng phải về. Chúng ta học kinh đó thì bữa nào nghe giảng bữa đó, không cần nhớ, không cần biết bài học trước, và cũng không cần quan tâm đến bài học sau. Nhưng mà trong lớp sinh ngữ thì cần như vậy. Thì mình thử thôi. Bằng mọi cách chúng ta phải làm được. Nhưng mà thử cách này không được, chúng ta làm cách khác và mình cải thiện từ từ. Nói một cách tóm tắt lại là thứ nhất á, là để đỡ mất thì giờ, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái quyển Pali Đàm Thoại của Thượng Tọa Tự Siêu về phương diện văn phạm, cũng giống như là từ vựng, và đặc biệt là chúng tôi chỉ sắp xếp lại cho nó ngắn lại thôi. Một phần một lần chúng ta trích một đoạn, tại vì tỏ là Tự Siêu là người giảng, mà lấy Tự Siêu cũng sẽ dễ giảng hơn. Và điểm kế tiếp mà chúng tôi nhắc lại đó là chúng ta sẽ chịu khó xào tới xào lui một số các cái từ vựng căn bản, danh từ và động từ. Nếu mà quý vị học khoảng một năm mà quý vị nhớ được khoảng chừng 300 từ vựng ở đây, thì kể ra mình cũng từ từ mình quen rồi. Giờ mình quen, càng ngày mình đọc mình càng quen nhiều hơn, tại nhất là những cái từ vựng chuyên môn Phật học đó, mà quý Phật tử mà quen cảm thấy rất là thú vị. Và trong mỗi bài học đó, thì chúng ta luôn luôn có bài ôn, ôn là cái cũ, và có cái bài bài học trong ngày
ở bài học trong tuần, và đồng thời chúng ta có bài đọc để gửi tới chúng ta về chúng ta làm. Thì đây là những điều mà muốn trình với trường toàn tự siêu, và cũng muốn nói Phật tử bây giờ thì để thỉnh ý kiến trường toàn tự siêu. Và sau khi thượng tọa đã cho biết ý kiến thượng tọa rồi, nếu không có không có gì khác hơn, mà quý Phật tử và cả trường toàn tự siêu và quý Phật tử không có điều gì khác hơn, thì sẽ thỉnh trường toàn tự siêu giảng luôn vào trong cái bài học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh trường toàn tự siêu. Nếu không nóng thì thôi cho trôi qua, còn nếu như thì đợi cho đẳng đã nóng đã hổn thì chúng tôi cũng xin thưa một vài vấn đề và cách suy nghĩ của chúng tôi mỗi lần mà mỗi tuần vào cái ngày dạy giáo trình phần ngữ Pali, chúng tôi đều có sự trăn trở suy nghĩ. Ở đây thưa quý vị, đã từ lâu rồi chúng ta đã học đến bài 23, nhưng mà chúng tôi có cảm giác khi mà dạy như thế này thì chúng tôi dạy rất là rời rạc. Lý do học đoạn kinh văn với ngữ nghĩa của ngày hôm đó là một chuyện, mà văn phạm của ngày hôm đó là một chuyện khác nữa. Cho nên hai một này trong một ngày học cũng không có liên quan gì với nhau cả, không có liên quan gì với nhau hết. Có hôm là chúng tôi giảng văn phạm, khi giảng văn phạm xong rồi kể như là đóng cửa lại đi qua cái phòng khác để giới thiệu cho quý vị một cái đoạn kinh văn mà ngày hôm đó là học. Cứ như thế thì không bao giờ mà chúng ta giỏi, không bao giờ chúng ta giỏi được. Vì vậy cho nên ở đây đó chúng tôi lại có một cái suy nghĩ, mà không biết là cái này có thể thực hiện được không, và thượng tọa giới đẳng có đồng thuận hay không, là chúng ta vẫn học kinh văn nhưng mà học từ vựng đó. Thì chúng ta sẽ lấy từ vựng ở trong ngay kinh văn đó mà chúng ta học. Thí dụ bài học ngày hôm nay kinh văn Ê Quăng, Ê Quá, Brahmana, Tích Thạch Tí, chúng ta chịu khó chúng ta tách ra vậy. Như Tích Thạch Tì Quá là tiết thất tí, Nibbana
Nibbana Gami Magga. Chúng ta lấy từ vựng nguyên như vậy, chúng ta không có trích từ ra để mà chúng ta nói ý nghĩa như trước đây, mà chúng ta lấy từ ra để học từ thôi. Rồi khi học từ đó, học từ như vậy thì đến lúc mà giảng dạy đó, thì chúng tôi sẽ nói cái từ mắt gác. Chúng ta ở trong bảng từ vựng chữ mắt gác, tại sao ở đây là mắt vô? Rồi tiết ca tí, tại sao ở đây có là tiết tha miết? A hăng, là nhân xưng đầy danh từ như thế nào? Sma đã bề tốt là một danh từ, nó xuất phát từ cái động từ nào đó mà chia theo chủ ngữ là sma đã bề ta chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta học từ vựng là chúng ta học như vậy, theo kiểu là miệng liền, tức là chúng ta học từ vựng của bài học, của cái bài kinh văn, của cái bài đọc, học từ vựng của bài đọc. Từ vựng đó không phải là chúng ta trích từ mà chúng ta nói chuyện. Thì chúng ta học một ngày như vậy đó, tùy theo cái đoạn kinh mà Thượng Tọa Gia Đẳng cho dài hay là ngắn thì chúng ta sẽ học từ nhiều hay là ít. Hoặc là một cách nữa là ở trong bài học ngày hôm nay có bao nhiêu danh từ nêu ra, rồi có bao nhiêu tỉnh từ nêu ra, có bao nhiêu đại danh từ nêu ra, có bao nhiêu động từ nêu ra, cho quý vị học hết cái đó đi, rồi cái bắt đầu chúng ta học. Thì khi mà giảng giải như vậy đó, thì các Phật tử chúng ta đó, có lẽ là ở đây chúng tôi đề nghị để một cái đoạn kinh văn bằng tiếng Pali tại vì các Phật tử chúng ta nếu nếu mà có bài sẵn mà có đoạn Pali mà có đoạn nghĩa Việt nữa đó thì chúng ta không thể nào chúng ta dịch được. Do đó cái điều thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây là cái bài học chỉ là một đoạn Pali, một bài Pali thôi. Rồi trong cái bài Pali đó, khi mà chúng tôi dạy đó, thì chúng tôi sẽ trình bày về ngữ nghĩa và dịch cho quý vị. Quý vị nghe, tất nhiên là nghe xong là quý vị muốn ghi chép đó thì ghi, nhưng mà chúng tôi không có đọc cho quý vị ghi, mà quý vị chỉ nhớ nghĩa từ và nhớ cách vậy. Rồi qua tuần sau đó, trước khi chúng ta học bài mới, chúng ta đưa cái đoạn Pali ra từng câu, thì các Phật tử chúng ta sẽ y cứ vào từ vựng và ngữ pháp để mà chúng ta dịch cái đoạn đó, dịch cái câu đó ra, dịch hết câu này ra câu khác. Cái cách học đó đó thưa quý vị, chắc chắn là khó đó. Nhưng mà học như vậy thì nó trực tiếp có nghĩa là chúng ta ứng dụng liền với cái bài đọc của chúng ta. Ứng dụng liền với bài đọc của chúng ta. Thì cái này cũng là một ý kiến của chúng tôi thôi. Ý kiến của chúng tôi thôi, nhưng mà cái chuyện này chắc có lẽ là chúng ta chưa có học được bây giờ. Ít nhất là quý vị cũng phải đi qua căn bản về ngữ pháp, về văn phạm. Và văn phạm cứ mỗi một tuần chúng ta chỉ học có một ngữ cách, mà ngữ cách lại chia quá hạn chế cho một danh từ, năm tánh bị ngữ ác thôi.
13 cái vị ngữ mà chúng ta học có nghĩa Á, 8 ngữ cách của vị ngữ Á, 8 cách của vị ngữ Á nam tánh. Thì như vậy 8 lần 13 là quý vị biết là bao nhiêu rồi, là 110 14 114 114 114 cách. 114 cách đó là chúng ta có 114 bài đấy thưa quý vị. Chúng ta phải học 114 bài mới được. Quý vị thấy học rất là chậm. Thay vì chúng ta chỉ học có 18 bản chia, tức là 18 bài thôi, 13 bài thôi, 5, 10, 13, 5 vị ngữ nam tánh, 5 vị ngữ nữ tánh, và 5 danh và 3 danh từ vị ngữ danh từ trung tánh. Thì như vậy chúng ta chỉ học 13 bài là chúng ta thấy cơ bản rồi. Cái đó là chúng ta chưa nói đến những cái từ mà vị biệt ngữ, là nó cách có cách chia riêng á. Thì chúng ta học trong kinh văn thì đương nhiên chúng ta phải gặp vị biệt ngữ, chẳng hạn như ở trong bài học ngày hôm nay có chữ Samadabheta Titha Mahang Samadabheta. Samadabheta là vị biệt ngữ rồi, mặc dù nó là Samadabhetu nhưng mà chúng ta không phải chia theo cái cách của vị ngữ Úc bình thường, mà chúng ta phải chia theo, chúng ta chia theo vị ngữ Úc, vị biệt ngữ nó xuất phát từ cái động từ. Chà, cái này cũng hơi rắc rối. Bây giờ không biết sao đây. Thì chúng tôi thượng tọa giác đẳng có hỏi thì chúng tôi ý kiến như vậy đó, chúng tôi ý kiến như vậy thôi, chứ còn bây giờ thì chúng ta cũng chưa có được, không biết là ý kiến thượng tọa giác đẳng như thế nào. Xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Sa thú. Kính thưa thượng tọa Tề Siêu, thưa quý vị, chúng tôi có nói rằng ở trong lớp dạy phản ngữ đấy thì chúng tôi có một cùng là một việc riêng và thượng tọa có việc, thượng tọa Tề Siêu là việc riêng. Một người sẽ đạp ga, người là phải đạp thắng. Tại đôi khi cái người đập ga với người đập thắng nói không có cùng ngôn ngữ với nhau. Thiền tọa nói tiếng Bali, chúng tôi nói tiếng Bốn Ly, thật ra hai bên không. Nhưng mà chúng ta phải chúng ta phải cố gắng để cải thiện cái cách mà thiền tọa Từ Siêu vừa đề cập đó. Thật ra đó là một cách dạy truyền thống, mà nếu mà quý vị vào chùa tu á, dạ, vào chùa tu mà nhất là ở các xứ Phật giáo đó, thì đọc thẳng vào trong văn bản. Dạ, ví dụ như người Campuchia họ có lớp học Thammapot, tức là học học kinh pháp cú vô đầu, thì vô đầu là học kinh pháp cú liền. Dạ, Mano Pangama Thamma Mano Sattha Mano Maya, rồi Mano là gì, Bút Băng là gì, họ đọc từ cái chữ trước. Dạ, rồi trong cái chữ đó đó nói cái nghĩa mà bắt đầu thì mình chỉ nhớ thôi. Nhưng mà mình càng học thì vị thầy mới nói là tại sao không là Maná mà là Mano, hay không gọi là Manang mà Mano. Thì vị đã giải từ từ, tức là chúng ta ưu tiên về kinh văn trước. Dạ, rồi mới mới giảng về văn phạm sau. Đó là cách cũng tương đối truyền thống. Và thượng tọa muốn chúng ta thử học cách này. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng cái cách học đó đó là quý vị nghe thượng tọa Tư Siêu giảng được, nhưng mà làm bài tập thì quý vị không làm bài tập được. Tại vì thật ra để mà học cái kiểu mà đọc vào trong kinh văn mà phân tích ra đó, thì thường là dạy cho các lớp luyện dịch. Mà những người học lớp luyện dịch đó thì họ có cái căn bản về văn phạm rồi. Thật ra nếu mà từ đầu từ siêu và quý vị muốn mình học chữ đó cũng được. Tức là học cái cách đó thì từ đầu từ siêu sẽ có nhiều cảm hứng hơn. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có phần kinh văn và thiên tọa nói tới đâu thì chúng ta có phần chú thích từ vựng và văn phạm tới đó. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng cái cách này nó rất là
nó rất là tốt cho vị giảng sư, tại vì mình thấy nó có liên hệ giữa cái kinh văn và cái cách phân tích văn phạm. Nhưng mà cách này nó có một vấn đề, đó là khi mà chúng ta đi vào trong văn phạm của kinh văn thì thật ra quý vị chưa sẵn sàng. Chúng tôi nói thì có nhiều khi thì gọi về siêu phân tích về văn phạm thì quý vị Phật tử chỉ nghe thôi, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng quý Phật tử rất là khó theo. Thì cái đó là cái mà chúng tôi quan tâm. Và một điểm nữa đó là thì là tự siêu có đề cập đến, ví dụ như là những cái phần căn bản chúng ta chỉ cần học khoảng 13 bài chẳng hạn, thí dụ chúng ta nói về tám cái biến cách của danh từ hay cách chia của động từ, thì thật sự chúng ta cũng thể làm được chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi e là quý vị nhớ không nổi. Nhớ không nổi. Như chúng tôi cố gắng đang tìm một cái giáo trình mà nó tốt á, để quý vị nhớ à, chữ Pali thế nào là chủ cách, thế nào là đổi cách, thế nào là sử dụng cách, chỉ định cách, sở thuộc cách, định sở cách, hô cách, vân vân. Thì khi mà quý vị làm quen đó, rồi chia động từ căn bản, rồi sau đó chúng ta mới có một cái bảng. Thí dụ như là mình chia biến cách theo biến ngữ á, biến ngữ ý, biến ngữ u chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta mới chia biến cách. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị quen thuộc, bởi vì chúng vì chúng cũng phải nói như vậy. Bây giờ vì sẵn có từ tọa đại sư, chúng tôi nói luôn, thường là chúng tôi không nói có từ tọa đại sư này, giống như một ông giáo sư đại học bắt dạy lớp mẫu giáo, dạy lớp một, đôi khi nó khó dạy, thầy nó nặng lắm. Lẽ ra mấy cái giờ học này là từ tọa từ siêu chỉ định cho một người học trò nào đó giảng. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy là dạy tiểu học nó cũng khó chứ không phải là không khó đâu, bởi vì người ta mới muốn giáo sư, muốn thầy giáo cô giáo dạy tiểu học riêng, tại vì có thể là nó không có cao siêu, nó không có trình độ cao, nhưng mà bắt vì giáo sư đại học xuống dạy dạy lớp tiểu học thì đôi khi nó hơi khó. Thì ở đây là cái mà chúng tôi cố gắng, cái mà chúng tôi có nhiều hòa, và thực sự nó gay go lắm chứ. Dạ gay go lắm, bởi vì ví dụ như vậy là nếu mà chúng tôi đưa phần kinh văn mà chú thích như lúc ban đầu á, về chú thích về từ vựng và từ tọa từ suy giảng văn phạm á, thì chúng tôi biết là ở đây chúng tôi nói xin lỗi, cái đó chỉ là có lợi cho chư vị giảng sư, cho những vị có căn bản về về Pali á, nghe chúng tôi từ siêu nói thì nó thích lắm. Tại vì sao? Họ chia sẻ ra về cách dịch từ nọ đó, nó rất là thú vị. Thì đó là người có cái kinh nghiệm trong việc thú vị. Nhưng mà với Phật tử thì quý vị theo nó gay go lắm, gay khó, tại vì sao? Vì quý vị chưa có căn bản về văn phạm. Thành ra về điểm này đó thì chúng ta cứ lựa chọn đi, và cứ lựa chọn, chúng tôi cố gắng bằng mọi cách đó để làm thế nào mà cả truyền tội tự siêu và quý Phật tử đều có thể cảm thấy thoải mái. Và chúng tôi cũng phải nói rằng cái việc mà chúng tôi đang làm nó nằm ở trong thế là trên đè dưới búa. Tức là chúng tôi làm sáng nào đó mà chúng tôi sẽ có cảm hứng cho mình giảng dạy, và quý vị có thể bắt kịp theo nữa, chỉ có nó không có đơn giản. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử hai cách. Một đó là chúng ta học theo cách tiềm tiến, học cách chậm chậm lại, có nghĩa là một lần học một ít thôi, và chúng ta xem như cái phần kinh văn á là cái phần bonus. Chúng tôi gọi là bonus là tại sao? Là tại vì thay vì giảng văn phạm nó khô khan quá, có phần kinh văn thì bây giờ giống như là một người mà đang học về nhạc lý, nhưng mà thỉnh thoảng mỗi ngày ngoài nhạc lý ra cũng nghe cho được nghe một vài bản nhạc cổ điển hay nhạc gì nó hay vậy đó, thì chúng ta nghe nói chuyện trên đời. Nhưng mà chúng tôi cũng thưa rằng cái phần mà phân tích từ vựng ở trong kinh văn á là phân tích để thiền tập từ siêu cảm thấy thoải mái thôi, chứ thật sự chúng tôi không nghĩ rằng phần phân tích văn phạm đó quý vị có thể học học cho kịp đâu, nó còn mới lắm. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta nên có hai cái sự lựa chọn. Một á là chúng ta lấy phần kinh văn làm căn bản, tức là mỗi một tuần chúng tôi có cái phần kinh văn và có phần chú từ vựng của kinh văn, đó là căn bản, mà quý vị học được bao nhiêu thì học. Về cách này nó có cái hay á là mình thấy nó có liên quan. Bây giờ người Việt Nam hay dùng chữ liên quan á,
hay là liên hệ với nhau, à bữa nay văn phạm và kinh văn liên hệ. Nhưng mà cái dở, không phải cái dở mà cái nhược điểm đó là khi mà phân tích kinh văn á, thì thật ra cái nó đòi hỏi cái trình độ văn phạm tương đối khá, nghe mới thích. Còn quý vị mới học mà thật ra phân tích cái đó thì nó hơi nặng cho quý vị, và khi mà chúng ta học chỉ học thuần về kinh văn thì chúng ta không làm bài tập được. Còn điểm thứ hai á, là chúng ta bắt đầu bằng cách tiệm tiến, nghĩa là xem kinh văn chỉ là phần bonus, chỉ là cái phần giảng thêm. Thật ra mà nói đó, cái phần kinh văn được đưa vào á, là để cho sự tọa từ siêu giảng đừng có ngán. Chứ đúng ra đó thì phần kinh văn quý vị chỉ có thể học bằng nghĩa lý thôi, chứ học về về văn phạm và từ vựng nó hơi cao á, nó chưa chưa sẵn sàng. Thì điều này tùy thôi. Nếu mà thượng tọa từ siêu và quý Phật tử lựa chọn lấy kinh văn làm chính á, thì tuần tới chúng ta sẽ đi vào kinh văn. Còn nếu mà quý ngài và quý vị cảm thấy rằng cần đi vào cái văn phạm căn bản đó, thì chúng ta đi vào phần căn bản. Nhưng mà cũng xin thưa rằng một một tuần á, và quý vị học nhiều quá, quý vị học sẽ hơi khó. Ví dụ hôm nay quý vị thấy chúng tôi soạn chỉ định cách thôi, nhưng mà chưa chắc quý Phật tử đã nhớ. Giờ chúng tôi muốn là một cái gì đó từ toàn chỉ gieo vào trong đó, nếu dạy một lần 8 cách thì thật ra quý vị hơi khó nhớ một chút. Dù sao đi nữa thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta đang làm một công việc là tìm cho ra một cách chắc chắn là chúng ta làm được, tìm cách nào đó để giảng dạy, để hướng dẫn phản ngữ ở lớp cho họ, giáo trình phản ngữ qua thao thoát. Và chúng tôi có nói với việc là chúng tôi từ siêu làm công việc đạp thắng còn ấy, đạp ga, còn chúng tôi làm công việc đạp thắng. Đôi khi có hai cái cách trình bày khác nhau, nhưng mà tất cả đều mong muốn rằng quý Phật tử tìm thấy được một cái lợi ích thật sự, và lợi ích thật sự trong 2 giờ đồng hồ mà chúng ta dành cho cái giáo trình phản ngữ. Bây giờ thì có lẽ xin thỉnh thượng tọa từ siêu hoan hỷ trở lại để coi thượng tọa và quý Phật tử, thượng tọa quyết định rồi, quý thượng tọa cũng hoan hỷ cho thì quý Phật tử một vài cái ý kiến thử xem mình chọn cách nào. Tức là hiện tại bây giờ chúng ta có 2 cách. Một là chúng ta lấy kinh văn là phần trên chính của giáo trình phản ngữ, giống như từ đầu á, là mô trong đầu là phần đầu là chúng ta chú thích từ chữ thôi. Hai đó là chúng ta học theo cách văn phạm tiệm tiến, tức là học từ phần của ưu tiên là bài học văn phạm. Kinh văn chỉ là học để cho nó được thoải mái ở trong cái giờ phản ngữ, không có quá khô khan được. Thì xin kính cung trình sư tổ hoa vị trở lại. Xin cảm ơn thượng tọa giảng đạo. Kính thưa quý vị, vậy thì ở bàn tính tới lui cuối cùng thì chúng ta cũng chưa có cái hướng nào để ngã ngũ. Thôi thì bây giờ cứ theo cách của thượng tọa giảng đạo nói đó, thì cái bài kinh văn cũng như là cái bài học thêm, chúng tôi nhớ hồi nhỏ khi mà đi học học tiểu học á, trong cái giờ học đó, học những cái công thức hay là học viết chữ vân vân, học chán lắm. Đến chừng gần hết cái giờ học đó, thì ông thầy hay là cô giáo mới kể chuyện cổ tích cho học trò nghe. Thì những cái câu chuyện cổ tích đó chúng tôi nhớ như in, nhớ tới bây giờ thôi. Vì hoặc là có đôi khi họ hát những bài hát dân quê chẳng hạn, tình quê rồi đó, họ làm cho cái buổi học nó bớt căng thẳng, cảm thấy nó thích thú. Cũng vậy,
Khi mà chúng ta học cái này thôi thì mình nếu mà đi đi thẳng vào phân tích văn phạm của kinh văn đó, thì chắc có lẽ là quý vị Phật tử chúng ta không có căn bản, chưa có căn bản về ngữ pháp thì chúng ta sẽ nuốt không có trôi. Với hơn nữa nữa nó có những cái từ mà cái này nó buộc lòng phải học văn phạm, như là những cái từ hợp thể, những cái từ hợp thể không phải là từ đơn. Những cái từ hợp thể đó thì phải đến trung cấp Pali á, khi mà quý vị lên tới trung cấp Pali thì quý vị mới có thể hiểu được, mới có thể hiểu được những cái từ đó, những cái cách đó. Thì thôi bây giờ chúng ta cứ học cái bình thường. Tuy nhiên ở đây hôm rày chúng tôi cũng quên chú ý xem coi xong cái giờ Pali, xong cái giờ học Pali của chúng ta thì ở đây Thượng Đẳng hay là Chư Tôn Đức ở trong room có hướng dẫn cho Phật tử đọc cái đoạn kinh đó hay không? Để chúng ta học 23 bài rồi mà bây giờ khi mà đưa lên một đoạn kinh mà Phật tử trong lớp, học viên trong lớp rồi lại không biết đọc tiếng Pali gì đó cũng là một chuyện rất buồn. Bởi vì chúng ta không hiểu văn phạm, nhưng mà ít ra chúng ta nhìn cái đoạn kinh đó thì chúng ta cũng phải đọc được. E quá mê quá khô Brahmana tiết thật tê quá nipa năng tiết thật tí nipa nagami mắc gô tiết tha mà hăng sama đắp bê ta. Chúng ta phải biết đọc như vậy đó. Cũng vị này bà la môn, trong khi có mặt niết bàn, trong khi có mặt con đường đi đến niết bàn, và trong khi có mặt ta là bậc chỉ đường, Athachapana Manasavaka Maya Ewang Owadi Yamana Ewang Anusasi Yamana Ape Kache Achan Tăng Nít Thăng Nít Ba Nắng Ara Thên Tí E Kache Nara Thên Tí. Nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Eta Yahang Brahmana Karomi, ở đây này bà la môn, ta làm được gì mặc gắt kha di hằng Brahmana Tathagato, Như Lai chỉ là người chỉ đường. Thì như vậy đó, từng câu từng câu. Thì bây giờ làm sao mà Phật tử chúng ta nhìn cái bản kinh đó mà chúng ta đọc được, mà đọc cho nó trúng á? Thì như vậy lâu ngày chúng ta nhìn mặt chữ Pali chúng ta đọc được thì cũng hay, thưa quý vị. Chứ còn nếu mà chúng ta ngồi nghe giảng thì thôi, để chúng tôi gom lại tới cái ngày thứ sáu chúng tôi giảng trung bộ kinh. Cái giờ này gọi là giờ giảng trung bộ kinh. Bây giờ quý vị phải học, phải đọc nhuần nhuyễn, tập là quen đọc mật chữ. Thì như vậy đó là cái yêu cầu tối thiểu trong cái buổi học giáo trình phần ngữ Pali. Bây giờ chúng ta đã đi qua 45 phút rồi, bây giờ chúng tôi sẽ không biết Thượng Tọa Giác Đẳng khi nãy có nói là để hỏi ý kiến của một vài Phật tử học viên đại diện, xem quý vị có ý kiến như thế nào trong cái việc học này.
Xin mời quý vị xin tỉnh thượng tọa giác đẳng điều họp. Anh nói đi, thì tôi thì sẽ nghe đúng. Nhưng mà mình hơn 20 năm mà chưa biết đọc, chưa biết viết, không biết, chưa biết dịch. Và cũng không có ý kiến được thì buồn lắm. Biết tiểu cho chúng ta biết rằng thứ nhất á, là chúng ta nên lấy giáo trình là lấy việc học kinh văn là phần chính, và văn phạm thì hiểu được bao nhiêu thì hay bao nhiêu thôi. Tức là mình lấy đọc kinh văn rồi mình phân tích văn phạm, từ ngữ, từ vựng văn phạm. Thì nhà mời của Nhật Bình, nhà mời của Nhật Bình, quý vị có lấy phần đó hay không, hay là chúng ta vẫn học như bài của những bài vừa qua? Xin mời của Nhật Bình. Dạ, con kính lễ với ngài, kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch ngài Tế Siêu và cùng chư tăng đức. Theo con thì con thấy là với ngài đã bỏ rất là nhiều công sức để mong muốn chúng con là học được, hiểu được và cũng như đọc được. Nhưng thật sự theo bản thân con và con nhìn chung trong đạo tràng thì coi như là qua 22 bài rồi, nhưng thật sự chúng con chưa có thu thập được gì hết. Ví dụ như ý kiến con, ví dụ như bây giờ một ngày này đưa cái bản kinh văn này lên thì quý ngài giảng, quý ngài đọc rồi quý ngài giảng cho chúng con nghe, thì sau đó thì để ngài Thầy Siêu nghỉ ngơi, thì con mong muốn thượng tọa giác đẳng cũng như chư tôn đức trong đạo tràng đọc lại và cho chúng con năm ba đứa gì đó có thể đọc lại, để có sai chỗ nào thì ngài quý ngài chỉ dẫn là chữ này đọc như vậy mới đúng, chữ kia đọc như vậy mới đúng, thì chúng con có thể thu thập được. Và sau đó khi chúng con đọc được rồi thì có thể qua ngày sau có thể học lại bài đó, nhưng mà bắt đầu phân tích từ vựng, thì phân tích từ từ, thì trong đạo tràng chúng con cũng có thể có người chắc theo lời dạy của quý ngài để đưa lên trên đạo tràng, thì lúc đó Phật tử người ta sẽ nhìn theo đó, người ta sẽ ghi bài lại. Tại vì theo con phục vụ trong đạo tràng thì con biết được một điều là đa số phần đông Phật tử vào đây nghe thì nghe, nhưng mà về trình độ máy móc cũng như gõ chữ thì rất là chậm, không thể nào mà ví dụ như ngài hỏi câu đó là chữ này là A hay B, nói bao nhiêu đó thôi cũng chắc lên không kịp nữa, đừng nói tới là phải phân tích từ vựng. Thì như vậy thì chúng con không trả lời được thì quý ngài sẽ rất là buồn, nghĩ rằng Phật tử không theo dõi, nhưng tại trình độ Phật tử không có đủ, không có đủ sức sử dụng máy móc, cũng như là không có đủ sức để nghe. Bản thân con lấy từ bản thân con ra là như vậy, nên con chỉ nói cái ý kiến của con để quý ngài có thể tùy theo đó, để quý ngài có thể suy xét thêm và thêm nhiều ý kiến nữa, để quý ngài rút tỉa một cái kinh nghiệm giảng dạy cho quý ngài khỏe, mà chúng con cũng thu thập được bài học. Dạ, con xin kính tri ân quý ngài và cảm ơn đạo tràng. Con xin phép dâng mít đến đạo tràng. Thì cô Nhật Quỳnh có hai ý kiến. Một đó là sau khi tòa thầy sư giảng thì tòa sẽ đi nghỉ và chư tăng còn lại có thể cho quý Phật tử nên thay phiên nhau đọc, và nếu có đọc gì sai thì sửa. Đó là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai đó là học chậm hơn nữa, tức là tuần cũng đọc kinh văn đó tuần niệm, là học tuần sau mình chứng trọng được phản ứng. Thì
Rất là cảm ơn cô Nhật Quỳnh, nhưng mà có một điều như vậy là đa phần á, những Phật tử mà commit mà đọc á, thì những người đó đã biết đọc rồi, và những Phật tử mà cần được học thì mới bị lại không commit, nó có vấn đề như vậy. Và thứ nữa là nếu một đoạn kinh văn mà chỉ ba người đọc mà chưa đăng sửa thì có lẽ là nó sẽ chiếm rất nhiều thời giờ, chúng ta chỉ có hai giờ đồng hồ cho chương trình mỗi ngày thôi. Và nếu mà mình học một đoạn kinh văn mà tuần này mình về học về cách đọc, tuần sau giảng về văn phạm v.v. thì từ đầu từ siêu sẽ mệt lắm, bởi vì cái vị giảng sư đó mà cứ tuần nào lên cũng gặp cái kinh văn đó thì hoài cũng hơi nản đó. Thật ra quý vị thấy rằng chúng tôi cố gắng là thứ nhất là lấy bài của thượng tọa từ siêu cắt nhỏ để quý vị học về văn phạm, và thứ hai nữa đó là phần kinh văn á, là một phần là cho quý Phật tử, phần kinh văn là phần cho vị giảng sư. Ví dụ thượng tọa vào giảng văn phạm không thì hơi mệt, thành ra thượng tọa có cái phần kinh văn giống như cho đọc có thoải mái chút xíu. Thực sự phải nói là như thượng tọa từ siêu mà giảng văn phạm ở đây thượng tọa rất là nản, chúng tôi cũng phải thưa quý vị, tại vì cái đó nó sơ đẳng quá, nhưng mà chúng tôi phải dạy, mình chúng tôi dạy mà nhiều quá thì quý Phật tử này không có theo kịp, mà dễ ít có nản, thành ra thêm phần kinh văn để chúng tôi giảng thoải mái hơn. Không biết là đó là ý kiến của cô Nhật Quỳnh, không biết là quý Phật tử có ý kiến gì khác nữa thì xin mời, và có vị nào có gì nữa không thì xin mời. Đại đức Từ Tri, Đại đức Từ Tri có ý kiến gì về về giáo trình này không? Đại đức Từ Tri có thể cho biết không? Ví dụ như là theo Đại đức Từ Tri nghĩ là nên quý vị muốn nên học phần kinh văn là chính hay là phần văn phạm là chính? Ví dụ như vậy. Có sư phụ ở đây, Đại đức Từ Tri chắc không giống ý kiến. Chúng tôi xin hỏi là một lần nữa là quý Phật tử có có ý kiến gì không? chắc là thôi bây giờ. Bây giờ thì xin thỉnh người ta tự siêu trở lại. Dạ, kính thỉnh người ta. Tôi về từ sự tự trì, sợ có ý kiến người bệnh thầy đất mặt mình. Nhưng không phải, ở đây sự cái gì có ý kiến tự nhiên thoải mái, cũng giống như cô Nhật Quỳnh cũng có gan ra, cho nên cô cũng có ý kiến thêm phần sâu nổi cho lớp học thôi. Còn cái việc mà giảng giải như thế nào thì cái đó chúng ta sau khi thượng tọa giáo đẳng lấy ý kiến chung đúc kết lại thì thượng tọa sẽ là người quyết định đặt thắng, và chúng tôi sẽ là người quyết định đặt ra. Thì bây giờ quý vị là chiếc xe, thượng tọa giáo đẳng đạp thắng cho nó chạy chậm lại, nó bớt lại, chúng tôi đạp ga cho chạy nhanh đi. Chiếc xe này chắc quay tròn tròn đó. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta để hạ hồi phân giải cũng chưa đi đến kết luận gì hết. Trước hết là chúng ta học phần bài, phần văn phạm.
Rồi sau đó chúng ta mới qua cái phần kinh văn. Văn phẩm hôm nay thì ít thôi thưa quý vị. Ồ, xong rồi cô Lan Diệu Nguyệt, cô Lan Nguyệt có ý kiến. Xin mời cô Lan Diệu Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, dạ con đến đảnh lễ xin Đức trở thành chào tất cả quý thi hữu. Dạ con xin có ý kiến trong cái phần học Bali như vậy. Con nhớ hồi nhiều năm trước con có một thời gian theo sư cô liệu pháp học Bali, thì cách dạy con thấy rằng một những số người mà theo học thì cũng thu tập cũng tưởng khá tốt. Nghĩ đi thì cái vấn vấn đề mà dạy kinh văn ở trong cái lớp đông người như vậy thì cũng có chỉ có một số người theo theo dõi được thôi, chứ còn không phải là tất cả mọi người. Con nghĩ rằng là bây giờ là trước hết đó là Phật tử nên học những cái văn phạm căn bản. Con biết rằng trong cái văn phạm của Bali thì các căn bản có tám cái chủ tám cái cách, mà bây giờ nếu mình căn bản đó học qua rồi đó thì sau đó khi mà đọc từng bài kinh văn đó thì gặp đoạn văn nào nó thuộc về về cái cách nào đó, thì Tòa Thầy Siêu sẽ nhắc lại để mà học Phật tử. Khi đã có nắm được cái khái niệm căn bản về văn phạm xong rồi thì khi mà học từ vựng thì nghĩa là từ vựng thì rất là nhiều, thành ra mình khi mà học cái văn phạm căn bản thì cũng có một số từ một số những câu thí dụ lấy từ trong kinh văn, và hoặc là những câu thí dụ mà thường ta chẳng có thể đặt một câu thí dụ riêng cũng được. Khi mà nắm những căn bản rồi thì sau đó khi mà thường ta tự siêu giảng kinh văn tới đâu nói rằng ở cái những cái câu này nó cái từ này nó theo cái cách này cái kia cách nọ thì nhắc lại để Phật tử, thì con nghĩ có thể như vậy thì sẽ giúp được nhiều hơn. Dạ đó là ý kiến của con ạ. Xin cảm ơn Lan Diệu Nguyệt. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ theo cái cách học tịnh tiến đi. Có nghĩa là chúng ta chỉ nắm bắt ý nghĩa của tám ngữ cách danh từ như nói đến chủ cách. Trong Bali tiếng chủ cách đó, có nghĩa là cái hình thức biến thể của một danh từ khi danh từ đó nó ở cái vào cái thế chủ ngữ hay là chủ từ trong một câu, thì chủ từ trong một câu đó được chia theo chủ cách. Thứ hai là đối cách, là cái hình thức biến thể của danh từ khi danh từ đó nó ở cái vị trí là túc từ cho động từ. Thí dụ như trong câu nói Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật là chủ ngữ của câu, cho nên chia theo chủ cách. Và chủ ngữ có cái thuật ngữ, thuật từ. Chủ từ có cái thuật từ là thuyết, Đức Phật thuyết. Thì Ngài thuyết cái gì? Ngài thuyết pháp. Thì pháp đó là túc từ của động từ. Nó chia theo đó cách. Cái này nó cũng lại gặp khó cho chúng ta. Thí dụ như chúng tôi đưa một câu thí dụ Vô thô tham ăn đi sê tí, Đức Phật thuyết pháp
Thì quý vị chỉ rằng là thầy tiếng Bali đọc là bút thô, chỉ biết là bút thô, làm sao mình phân biệt được cái đó là chủ chủ khách hay là đối khách. Chữ thăm măng chỉ biết là thăm măng, chứ làm sao biết chủ khách đối khách. Thì thưa quý vị, cái này chúng ta phải học. Nghĩa là chúng ta lấy ngữ nguyên, trong tiếng Bali chúng ta lấy ngữ nguyên, thí dụ chữ bút thác nó là cái từ nguyên sơ chưa có chia. Chừng nào chúng ta chia là bút thô, Đức Phật bút tha, chư Phật, cái đời chủ khách số ít số nhiều. Bút thăng bút thê là đối khách số ít số nhiều. Bút thê đáp bút thê phí bút thê hít là sở hữu cách số ít số nhiều, vân vân. Thì chữ bút thác đó chúng ta chỉ học cái từ vựng là như vậy, chứ chúng ta không nên học từ vựng là chữ bút thô. Bởi vì nếu học bút thô thì mai mốt chúng ta gặp ở trong cái mạch văn mà có chữ bút thăng bút thê đó, thì lúc bây giờ chúng ta ngỡ ngàng không biết. Cho nên chúng ta cứ học một bút thác, nhưng mà cái bản chia ngữ cách thì chúng ta phải biết là ô a ăn e e na e ý a giá a sa a năng vân vân. Thì cái đó là chia theo chủ, chia theo cái ngữ cách. Thì cũng như cái chữ thăm măng là chữ thăm mát, chia theo chủ cách thì chỉ dụ thăm mô của thề ná đề xí và tí là pháp được Đức Thế Tôn thuyết, là chủ chữ pháp, chữ thăm má lúc bây giờ chủ ngữ, cho nên là thăm mô. Nhưng mà nói Đức Phật thuyết pháp đó, thì pháp đó là chủ cách hay là đối cách, vì nó là túc từ của động từ, cho nên là thăm măng. Thì khi mà chúng ta học căn bản như vậy đó, thì lúc bây giờ khi mà phân tích động từ đó, thì chúng ta mới xài được. Cho nên ở đây đó là chúng ta tùy, chúng ta học hết 8 cái ngữ cách đó rồi chúng ta mới bắt đầu học qua động từ. Động từ ngôi thứ nhất chỉ cho gì, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba chỉ cho ai. Động từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Động từ mệnh lệnh cách, khả năng cách, ý nghĩa như thế nào, số ít số nhiều là bao nhiêu gọi là ít, mà bao nhiêu gọi là nhiều. Chỉ có một gọi là ít, mà từ hai trở đi thì gọi là nhiều, số nhiều. Thì như vậy chúng ta học cái đó căn bản vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta học về cái hình thức biến diện, biến thể, biến dạng đó, thì thưa quý vị, nó mênh mông như tràn gian đại, là chúng ta học về lâu về dài. Thì lúc mà sư cô liệu pháp dạy đó, thì sư cô có sử dụng đến cái Pali hàm thụ của chúng tôi để mà làm cái văn phạm mà hướng dẫn dạy, nhưng mà không biết là có tồn tại được cho đến bây giờ hay không. Mà cô Lăng Giờ Nguyệt thì nói rằng có theo học mà học, mà không biết bây giờ học đến đến đâu rồi, thì chúng tôi cũng không rõ lắm. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại với cái phần văn phạm ngày hôm nay. Hôm nay là chúng ta học đến chỉ định cách. Chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị, cách số 1 gọi là chủ cách, gọi là Pathama Vipatti, là hình thức
biến thể danh từ khi nó làm chủ ngữ cho câu. Còn đối cách đôi khi giờ mình phát tiếng là hình thức biến thể của danh từ khi danh từ đó nó ở vào cái vị trí là tốt từ cho động từ. Cách thứ ba gọi là sử dụng cách, là hình thức biến thể của danh từ khi danh từ đó nó ở vào cái vị trí làm phương tiện cho động từ. Do, bởi, được làm do, được làm bởi, cái đó sẽ dùng cách. Còn khi chúng ta nói đến chỉ định cách á, thì ở đây chỉ định cách là hình thức biến thể của danh từ. Danh từ đó khi mà nói lên cái mục đích hay là tốt từ của động từ trừu tượng, tình cảm, cảm tính, hoặc nó là tốt từ gián tiếp của động từ, vân vân. Chúng tôi nói ba cái ý đó thôi. Thì ở đây nói lên mục đích, thí dụ như nói Ithagato si Kimathaya, bạn đến đây để làm gì? Đến ở trong cái room này để làm gì? Thì chúng ta nói là Pali Phasa Ugahanathaya, chúng ta xài chỉ định cách là để học Pali, để học tiếng Pali. Thì khi mà chúng ta nói cái mục đích đó, là chúng ta luôn luôn chúng ta xài chỉ định cách, quý vị nhớ vậy đó. Rồi cái nghĩa thứ hai đó, xài chỉ định cách cho những động từ cảm tính trừu tượng. Cảm tính nó có hai, một là sợ, hay là thương, hay vì chúng ta nói cách khác ghét và thương. Chúng ta ghét ai đó thì người đó là xấu xí cách, người đó là xấu xí cách. Nhưng mà chúng ta thương ai đó thì người đó phải chia theo chỉ định cách. Cái sự kính trọng cái đó chúng ta cũng phải xài chỉnh cách. Thí dụ như Nam Mô Bồ Tát giá, Bồ Tát là Đức Phật, Bồ Tát giá là chỉ định cách. Bởi vì tại sao? Vì kính lễ Đức Phật. Nam Mô Bồ Tát giá, kính lễ Đức Phật, cho nên Đức Phật cái chữ Bồ Tát lúc bây giờ phải là chỉ định cách. Chúng ta xài cái tiếng cảm tính gì? Cho nên chỉ định cách đó,
nhiều khi nó là tục từ trực tiếp của những động từ có ý nghĩa cảm tính. Rồi cái nghĩa thứ ba đó, chỉ điện cách, nó là tục từ gián tiếp hoặc là tục từ thứ hai của động từ. Thí dụ tục từ thứ hai là như thế này: tôi cho thức ăn đến người ăn xin. A hăng gia tật khát xá a hà rắn đa đà mỹ. Thì bây giờ cái vật để cho đó là thức ăn, và chia theo đó cách a hà rắn a hà rắn a hà rắn. Thì cái người mà đón nhận cái sự cho đó là người ăn xin, đón nhận cái của bố thí là người ăn xin. Vì vậy cho nên gia chắc cá và gia chắc cá thức, gia chắc cá sáng, gia chắc cá sáng a gia xá thuộc về định chỉ điện cách. Cho nên ở đây đó là tốt từ thứ hai của động từ, tốt từ thứ hai của động từ, hay chúng ta nói là tốt từ gián tiếp chia theo chỉ điện cách. Chúng ta xài cái ý nghĩa của chỉ truyền cách thì nó cũng không phải là khó hiểu, thưa quý vị, không phải là khó hiểu không nhớ. Mà khi nào mà chúng ta biết được cái ý nghĩa của động từ, chúng ta nhìn vào trong một câu thì chúng ta sẽ nhận diện ra. Nhưng mà thường thường chỉ truyền cách với sở thuộc cách thì cái biến thể nó giống nhau, nó có hình thức biến thể giống nhau, a xá, nhưng mà trong trường hợp chúng ta tùy cái mạch văn mà chúng ta biết ở trường hợp này đó là chỉ điện cách, hay là trường hợp này nó là sở thuộc cách, cái đó là dần dần chúng ta nhìn trong mạch văn chúng ta sẽ biết. Đó là xài chỉ ý nghĩa của chỉ định cách chặt tốt thi quyền pháp tí cách thứ tư ở trong văn phạm Pali, cách thứ tư của danh từ trong văn phạm Pali. Bây giờ thì ở đây thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái bài kinh văn hôm nay. Học văn phạm vậy là xong rồi đó. Về phần kinh văn hôm nay đó thì chúng ta sẽ học một đoạn ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh Toán Số Gia Một Người Liên, Ganaka Mokalana Sutta. Ở trong bài kinh này thì nói một cách tổng quát đó, lược thuật tổng quát nội dung của bài kinh này để quý vị có thể nắm bắt được, là Bà La Môn Ganaka Mokkalana đi đến Đức Phật và đã bạch với Đức Phật rằng là cái công việc gì, nghề nghiệp gì nó cũng có cái sự trình tự thứ lớp.
làm trước làm sau, từ dễ lên đến khó, nó phải có một cái sự trình tự. Như vậy thì trong giáo pháp này, khi mà Ngài huấn luyện cho đệ tử, Ngài dạy dỗ cho đệ tử, thì Ngài có dạy dỗ theo thứ lớp trình tự hay không? Thì Đức Phật nói rằng có chứ. Giống như khi mà một người huấn luyện ngựa, trước nhất là họ dạy cho con ngựa làm quen với cái cảm giác cái yên mắt lên lưng, tập cho quen. Bị ngựa quen thì nó không có chịu khớp mỏ, nó không có chịu mắt yên, không có chịu đóng bóng. Nhưng mà người này trước tiên phải tập cho nó là quen cái đó, rồi sau đó mới dạy những cái động tác khác, vân vân. Thì cái gì nó cũng phải có sự trình tự của mình. Một người mà vào trong xuất gia, trong giáo pháp này, trước hết Như Lai huấn luyện cho người đó giữ giới. Sau khi họ giữ giới tốt rồi đó, thì Ngài mới huấn luyện cho cái việc thu thúc lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Sau khi thu thúc lục căn được, Ngài mới huấn luyện cho cái việc mà tiết độ trong ẩm thực. Rồi khi mà họ biết tiết độ trong ẩm thực rồi, thì Ngài mới huấn luyện cho cái việc mà sống tỉnh thức, cha gác. Khi họ sống tỉnh thức rồi, thì Ngài huấn luyện cho cái việc mà họ ở cái nơi thanh vắng để mà chế ngự năm triền cái, tham dục sân hận, trào hối hung thủy và quỷ. Sau khi họ chế ngự được cái đó, họ bắt đầu đi đến một cái huấn luyện khác, tức là ly dục ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Rồi Ngài sẽ huấn luyện cho thêm một bước nữa, tức là hướng tâm đến thiền quán, minh sát, chánh niệm, tỉnh giác. Rồi đạt được cái kết quả là thánh hữu học hay thánh vô học. Đối với những vị thánh hữu học thì Ngài dạy để tiến tu thêm, còn đối với vị thánh vô học thì Ngài dạy cho người thánh vô học thì Ngài không cần phải dạy nữa, bởi vì các vị đó đã biết cái gì cần phải làm. Thì ở đây ông Bà La Môn Gánh Ná Cá này mới hỏi Đức Phật, cái giáo pháp và cái đường lối tu tập Ngài đã dạy như vậy đó, theo từng bước như vậy, và trong số đệ tử của Ngài tất cả đều đạt đến, đều chứng đắc quả niết bàn hết hay là có người đắc người không? Thì Đức Phật Ngài mới hỏi Bà La Môn đó rằng là: ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là một người rành đường đi đến thành Rajagaha. Nếu có người đi đến hỏi ngươi, ông hãy chỉ cho tôi con đường đi đến Rajagaha, thành Vương Sắc. Thì này Bà La Môn, ông chỉ có chỉ vẽ cho họ cái con đường đó rõ ràng như vậy không? Đó, thưa tôn giả Gotama, tôi là người rành con đường đi đến Rajagaha, tôi sẽ
người đó có một cái ngôi làng thì hãy không phải đi một cái thị trấn như vậy, rồi đi tới nữa thì gặp một cái ngôi làng khác như vậy, và cho đến khi mà đi đến một cái thành phố lớn có đủ dinh thự vân vân thì như vậy sẽ hát. Thì ông ta mới trình bày với Đức Phật là ông ta sẽ hướng dẫn như vậy. Đức Phật hỏi rằng là đi đến hỏi ông về cái con đường, ông chỉ con đường đó, nhưng mà họ không theo cái con đường đó mà họ đi trái ngược lại, ông chỉ đi về hướng đông mà họ đi vào con đường hướng tây, như vậy thì họ không có đến được Rajagaha. Thì lúc bây giờ ông sẽ nghĩ sao? Thì nói: thưa sư tôn giả Gotama, con làm được gì khi con chỉ là người chỉ đường thôi, còn cái chuyện đi đúng hay là sai là do họ. Đức Phật nói cũng vậy, khi mà ngài là người chỉ đường, ngài chỉ là người chỉ đường thôi, đạo lộ niết bàn, ngài chỉ đường đi đến niết bàn, nhưng mà có người chứng có người không chứng được thì cái đó ta biết phải làm gì được, trong khi ta chỉ là người chỉ đường. Thì cái đoạn kinh chót đó là nói lên như thế. Thì bây giờ cái eva mê quá khô brahmana cũng vậy này bà la môn, chữ cũng vậy ở đây tức là vì rằng ông bà la môn sau khi Đức Phật ngài nêu lên một cái thí dụ, ông ta sẽ trả lời, ông ta nói rằng ông ta chỉ đường cho người ta đi đến thành Rajagaha, nhưng mà chỉ xong rồi thì có một số người họ đi đúng đường thì họ sẽ đến thành Rajagaha, còn có người họ không nghe lời và họ đi sai thì họ đi về hướng khác thì họ sẽ không đến được thành Rajagaha. Đức Phật nói cũng vậy. Nibbalamo Thittate quá Nibbanam, ở đây chúng ta phải hiểu chữ Thittate quá, bỏ chữ e quá ra bên thành chữ Thittati, động từ Thittati. Đúng ra chữ Thittati này đó, cái nghĩa mà chúng ta học thường thức, học thông thường thì Thittati có nghĩa là đứng, đi đứng nằm ngồi đó, có nghĩa là đứng. Nhưng mà trong một nghĩa đặc biệt, chữ tiếp thế tí này có nghĩa là sự hiện hữu hay là sự có mặt. Có mặt hay hiện hữu? Tiếp thế tì quá đi ba năng. Khi mà niết bàn có mặt, tiếp thế tí niết bàn á gà mi mặc vô. Chữ niết bàn nó cao, con đường dẫn đến niết bàn có mặt. Tít tha mà hăng samadhi về ta, tít tha mà hăng tức là tít tha mi a hăng Sama đã bị túc, chia thành đủ cách, người Sama đã bị tà. Ta người khuyến khích, cũng có mặt. Khuyến khích cho đi đó, ngài khuyến khích là chỉ dạy cho đi. Athacha pana, athacha pana,
Nhưng mà các Ovadimana là khi được giáo giới, khi được giáo huấn y quan như vậy mới ra bởi ta, hay chúng ta dịch xuống là khi được ta giáo huấn như vậy, y quan anusa siyamana, được chỉ dạy như vậy, apekche, tức là có một ít người, một ít người achantan nithang nipanang a arathanti. Arathanti có nghĩa là thành tựu hay là chứng đắc. Có một số người chứng đắc, được cứu cánh đến điểm niết bàn. Chứng đạt mục đích cứu cánh niết bàn. Ê cái chê Narathanti, Narathanti là chữ ná và chữ Arathanti. Một số thì không chứng đắc, không chứng được. Câu này Atichapana Mamasavaka Maya Ewang Ovadiyamana Ewang Anusasi Yamana Apekache Achantang Nithang Nipanang Arathenti Ekache Narathenti. Như các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu, mục đích cứu cánh niết bàn, còn một số thì không chứng được. Ít á, cái gia hăng, ít á, cái gia hăng Brahmana Karomi. Câu này là câu hỏi, nhưng mà ở đây có cái chữ gia hăng đó, thì ở đây gia hăng các vị chú ý. Gia hăng, chữ gia hăng ấy là cái chữ kinh, kinh người chữ a hăng. Karomi Etha kinh a hăng Brahmana Karomi. Quý vị thấy chữ kinh a hăng thì thành chữ gia hăng. Lý do tại sao? Khi mà chữ mát, cái chữ ăn đó, kinh, chữ ăn ở phía sau chữ in, chữ ý, nó gặp chữ a hăng, gặp thì nó bỏ đi, xóa đi, thành chữ ký mà hăng. Thì nó xài cái chữ ký hăng.
Mà chữ ký a hăng thì y ngắn nó đổi thành y dài để dễ đọc. Thưa quý vị chú ý nè, kinh a hăng thể thành ký a hăng gia hăng. Cái nhà hăng, ký a hăng, gia hăng nó đi qua ba cái đoạn, ba giai đoạn gì? Cái lực sanh thi đó, sanh thi cái gì? Chữ ý y, y cắn đổi thành chữ gì? Thí dụ như cái chùa Viên Giác hay là cái chùa thì là Giác hay là Bồ Thí, chữ Arama thành Bodhiyarama, Bodhiyarama. Hoặc là như là Charanrangsi, gọi là Thamma Rangsi Arama, chùa Pháp Quang. Thì như vậy gọi là Thamma Rangsi Arama. Bây giờ ý ngắn cũng đổi thành như vậy. Ở đây này Bà La Môn, ta làm được gì hay là ta làm gì được? Em thác là ở đây kinh là gì? Cái này nghi vấn đề danh từ. A hăng Karumi, ta làm, ta làm gì được? Này Bà La Môn, mặt gắt kha di hăng, cái chữ cuối thì chúng ta có phải hiểu mặt gắt kha di hăng á, chúng ta phải tách nó ra. Mắt khá, mắt gắt kha di a hăng, mắt gắt kha di a hăng. Brahmana tathagato ti, chữ mắt gắt là con đường, mà kha di tức là chỉ dẫn, người chỉ dẫn. Cho nên là mắt gắt kha di tức là người chỉ đường. Còn chữ a hăng là tha của tôn, ta là đứng Như Lai, người chỉ đường thôi. Thế thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ là ở đây một điều, cái con đường giác ngộ, con đường giải thoát Niết bàn là một sự thật, là chấm dứt sự khổ đau. Con đường dẫn đến Niết bàn mà Như Lai đã giác ngộ thật sự. Thế nhưng Ngài thuyết pháp, Ngài hướng dẫn, Ngài khuyến khích, rồi tùy theo căn duyên của chúng sanh, họ tu tập được
và tu tập đúng theo con đường đó thì họ sẽ đạt đến niết bàn. Còn nếu như họ không chịu nghe, không chịu thực hành, không chịu đi theo con đường đó thì làm sao đi? Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là người thuyết giảng Akhataro Tathagata Tâm Hi Hi Kích Chăng Atavan Pháp Khu Kinh. Đức Phật là vậy. Nhưng Như Lai chỉ là người chỉ đường, còn cái sự nỗ lực là do chính các ngươi, là phận sự của các ngươi, là phải do nỗ lực đi. Ngài không có cứu rỗi ai hết. Nếu mà nói rằng tất cả là do Đức Phật thì cứu rỗi, hỏi vậy chứ tại sao những vị như Đề Bà Đạt Đa ngộ nghịch với Đức Phật, rồi làm tác phẩm chảy máu chia rẽ tăng, mệnh chung phải bị sanh số điều qua tì, tại sao lúc đó ngã cứu rồi? Không lẽ do Đề Bà Đạt Đa làm thương tích Đức Phật và Đức Phật ngài bỏ, ngài không có cứu, không có cứu rỗi như sao? Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật không từng nói rằng ngài là người cứu rỗi chúng sanh. Ngài không từng là người cứu rỗi chúng sanh, mà ngài chỉ là người chỉ đường. Còn cái chuyện mà đi để đạt đến mục đích hay là đi sai mục đích, hoặc là không đi đến mục đích, cái chuyện đó là chuyện của chúng sanh. Chúng ta phải hiểu gì? Cho nên cái đoạn kinh này khi chúng ta đọc qua đó, vì ngữ nghĩa Pali thì dịch là như vậy, vì ngữ Pali chúng ta dịch là như vậy, nhưng mà vì nghĩa là chúng ta phải hiểu chỗ đó. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Đức Phật là đấng giác ngộ, ngài thuyết pháp để đưa đến sự giác ngộ. Vô thô sô phát cổ qua bồ thai với thâm măng đề dệt ý. Ngài thuyết pháp để đưa đến giác ngộ. Như vậy có nghĩa là ngài chỉ đường, con đường đưa đến niết bàn. Còn cái sự thực hành hay không là do chúng sanh gì, chứ ngài không có cứu rỗi ai hết. Đó là ý nghĩa của cái bài học thêm mà chúng ta học. Bây giờ thì chúng tôi cũng bị đau họng rồi, cho nên chúng tôi xin kết thúc ở đây, và phần thời gian còn lại xin cung kính thượng độ giáo đẳng điều hợp với chư tăng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính thưa thượng tọa tiểu sư, thỉnh thượng tọa tiểu sư đi nghỉ. Thượng tọa Tế Quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tế Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ. Dạ, trả lời cho cô đầu tiên, và ngày bài học ngày hôm nay cũng rất là thú vị để có siêu nguyên thông của một nhà giáo. Mình rất khát hỏi thượng tọa Tế Quyền một câu, đó là đôi khi chúng ta thấy rất nhiều Phật tử cầu nguyện, mong mỏi ở Đức Phật, và thậm chí bây giờ đó có nhiều vị sư Tây Tạng cũng có giảng giải rằng các vị đó có thể chịu gánh bớt đi cái nghiệp của những người đàn tính. Nhưng mà riêng đối với Thượng tọa Tế Quyền thì tôi nghĩ rằng ở trong cái vai trò của Đức Phật, mà ngài nói rằng ngài là chỉ là bậc đạo sư, ngài chỉ là người chỉ đường, thì phải chăng Phật pháp đó là một cái con đường, một cái hệ thống giáo dục hơn là một hệ thống tín ngưỡng,
Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng tôi có lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu và các giác đảng chúng tôi hành. Đức Tự Tri Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện thỉnh chào quý vị tôn nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật như vậy thì nếu chúng ta nói một cách đúng đắn, dễ nghĩa nhất thì những lời dạy của Đức Phật trên tinh thần giáo lý của Đức Phật là Ngài muốn chúng ta thông hiểu và đi theo dấu chân của Ngài xuyên qua những lời giảng dạy của Ngài và sự thực hành của Ngài, chứ không phải là Ngài muốn hướng dẫn chúng ta vào một cái con đường để tín ngưỡng, để tôn thờ Ngài. Con thường ví dụ như là Ngài muốn chúng ta đi theo dấu chân của Ngài chứ không có phải áp phích pano và đón chào Ngài, tôn thờ Ngài. Thì cái sự cúng dường đến Đức Phật một cách cao cả nhất đó chính là thực hành theo lời dạy của chính Ngài, đó là sự cúng dường cao thượng hơn là những sự cúng dường khác. Thì ý nghĩa đó nó cũng đã nói lên một cái giá trị giáo dục, một cái giá trị lý tính rất là lớn, chứ không phải chỉ là thuyết giảng và để khơi dậy niềm tin cho người ta rồi người ta mang tính đến, người ta cầu, người ta nguyện, người ta ước, người ta mong. Cái điều đó thì không có trong cái thiên hướng của chính Ngài, bởi vì những cái điều đó nó thuộc về cái dục giới, nó thuộc về cái trầm luân, nó thuộc về cái sanh tử, nó thuộc về cái khổ đau của cuộc đời vẫn tiếp tục thuộc là khổ đau. Còn mục đích của chính Ngài muốn chuyển mê là khai ngộ ly khổ đắc lạc, thì chúng ta phải vượt qua cái giá trị tín ngưỡng, cái giá trị mà thờ phượng, cái giá trị mà cầu nguyện, vân vân. Thì đó chính là chắc chắn như vậy. Và nếu chúng ta là một người hiểu biết về nghiệp quả đó, thì chúng ta làm việc lành thì kết quả lành, làm việc ác kết quả ác. Và sabbe sattā kammasaka, tức là tất cả chúng sinh đều có một cái nghiệp riêng, không ai lãnh nghiệp cho ai, cũng ai cướp phước của ai được. Chúng ta không thể nào mà cướp giật cái phước, và chúng ta cũng không thể nào chia cái tội cho người. Cái đó thật. Và chúng ta nói như vậy thì như các vị sư Tây Tạng cũng như chia sẻ một cái nghiệp lực của chính họ bằng một cách tu của mình hay một cách nguyện của mình, thì cái đó là nói thật thật thì nó không có trong tinh thần giáo lý, mà cái đó nó đánh động cái chiêu dụ, cái niềm tin, cái sự lễ bái cúng dường của mình. Chúng ta chỉ nói như vậy thôi, đó là cái giá trị sự thật đó. Cái phần này không có giải cái nào mà chúng bảo chúng ta phải chia sẻ một gánh nặng cho chúng sinh khác cả, mà mỗi chúng sinh có một cái nghiệp riêng, mỗi chúng sinh có một cái phước riêng, cũng cái tội riêng. Không ai mà có thể mà chia sẻ được cái khôn cho người, cái hay cho người và cái trí tuệ cho người, thì cũng không ai hại cho người ta, vì hại cho người ta ngu dốt thì chúng ta nói như vậy là chúng ta không hại được, cũng ai cướp giật được, mà nó thuộc về cái phước và cái nghiệp. Thì nếu như mà nếu là phước báo thì không ai có thể cướp giật được, và cũng như là nếu là một cái tội rồi thì dù cho bay vút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, cho dù nó thẩm ăn sâu không nơi nào thoát khỏi sầu đại nhiên. Cho nên chúng ta không có định hình định tội, không có một tòa án nào công bằng và đúng đắn nhất, đó chính là tòa án nghiệp báo. Chúng ta thấy người ta tội nghiệp thê thảm như vậy, nên cũng vừa với cái hành động ác của chính họ trong quá khứ. Nhưng dĩ nhiên chúng ta đừng có nói cái đó, mà khi gặp những tình huống ví dụ như người ta đang bị những cái nạn tai hết sức là đau đớn, rồi chúng ta mới đem cái nghiệp ra, chúng ta nói cái này là do họ trước kia tiền thân họ tạo cái nghiệp ác lắm, bây giờ họ phải lãnh cái quả như vậy. Thì tự chúng ta chẳng những họ không có tin nghiệp quả, mà họ coi như trước họ chửi chúng ta nữa. Đúng là cái đó gọi là nói không đúng chỗ, nó lỗ 10 thang đó. Cho nên vì vậy là chúng ta hiểu như vậy và biết như vậy, thì nói chung con đường
của Phật đạo là con đường giáo dục chuyển hóa nhân cách của con người, cách sống của con người, cách nói của con người, cách suy nghĩ của con người một cách đúng đắn, hơn là một hệ thống tín ngưỡng mang tính thờ phượng, van vái và cầu sinh. Đó là giá trị thật như vậy. Cái đó là chúng ta thiếu cái phước báo, chúng ta thiếu một cái tâm tư nó vững chắc, cho nên chúng ta có một cái mang tính tức là nghiêng về cái niềm tin, cái tín ngưỡng để cầu nguyện, để van vái vân vân. Chứ còn những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy nó mang tính giáo dục, nó mang tính cao thượng, giáo dục nó mang cao cấp mà mang tính cao thượng, vượt ngoài những cái sự chuẩn đạt của cuộc đời. Chẳng hạn như bây giờ người ta cho rằng là con người đạt đến cái này, là được như thế này, được như thế kia, thì tất cả những điều kiện đó đó Đức Phật này thì chỉ dạy chúng ta một cái đời sống nó thanh lương, một cái đời sống vô quý cho mình và một đời sống vô quý cho người, một đời sống lợi ích cho tha nhân, mà chúng ta không phải làm đau khổ cho những chúng sinh khác, không phải bằng một cái binh đao khí lửa để mà ép buộc, cũng không phải bằng một sự chiêu dụ, bằng một cách tức là khích tướng hay là tâm lý để mà người ta đi theo, mà đây là chân lý, đây là phương thuốc diệu dược, ai có bệnh hãy tới uống, thì uống thuốc đi thì mới hết bệnh, chứ còn không có tiếp thị, không có market, không có affix pano showroom gì cả, không trưng bày gì hết, mà đó đó đến để mà thấy Ehipasiko, đến để mà thấy, đến để mà chứng nghiệm, đến để mà thực nghiệm, để mà tu tập. Đó là nói như vậy có nghĩa là tính lý giáo dục, tính lý gửi tới cho mọi người bằng cách tự thân, bằng cách tự giác rất là cao cả và rất là lớn lao. Và kính bạch thượng tọa, chính đây là câu trả lời của chính con. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thượng tọa là một thầy nhé. Sa chú kính trân thượng tọa, xin hỏi quý Phật tử có nghe được nói không? Sư Minh Thông ơi, sư Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Minh Thông đang có mặt trước máy, xin sư gọi điện cho biết. Sư Minh Thông, đây là một lĩnh vực mà chuyên môn của sư đó. Khi mà chúng ta nói đến giáo dục đó, thì chúng ta có thể vẽ được một lòng ranh là ở mức độ nào đó mà sự thành công trong việc đào tạo nó thuộc về trách nhiệm của vị thầy, và ở cái mức độ nào là nó thuộc về học trò. Ví dụ như là mình nói rằng học trò mà học dở có phải là hoàn toàn là do vị thầy không, hay là hoàn toàn do người học trò không, và có trường hợp nào mà chúng ta nói rằng ông thầy dạy thì giỏi nhưng mà học trò tệ quá cũng không dạy được, hay học trò giỏi đó mà ông thầy dạy gì tệ quá cũng không được. Chúng ta có vẽ được một lần ranh, và cái lần ranh đó có thể có chúng ta thì nghĩ là nó được xác định như thế nào không? Kính thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin tuân lĩnh sư phụ thảo luận câu xã luận thứ hai. Trong sự đào tạo của một người học trò thì ở mức độ nào là mức độ mà người thầy có thể làm được? Kính thưa sư phụ, ở đây thì nói rõ ràng là người làm được là người học, người thầy giáo đó đã giảng giải cái bài học đó, giảng giải cặn kẽ cái mục đích của bài học và làm thế nào để thực hiện cái bài học đó, làm thế nào để cho mình biết nhớ cái bài học đó, thì người thầy giáo chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Cũng như Đức Phật, Ngài nói là ta tha gata ta chỉ là người chỉ đường mà thôi. Là vì trên thế gian này không có một cái vị nào gọi là toàn năng. Bởi vì toàn năng là nói xạo. Tại sao? Vì cái người đó ngu trong quá khứ, giờ kiếp này nó ngu dốt, nó không làm bảy làm bả, thì nó mang quả.
thì cái đó là cái nghiệp của nó đã tạo, thì người nào mà xóa được cái nghiệp cái đó là cái chuyện phi lý. Cho nên trên thế gian này chẳng có người nào gọi là cái người mà toàn năng hết. Cái người giáo chủ nào nói là ta là kẻ toàn năng là người đó người nói xạo. Chỉ có Đức Phật và sư phụ sư bá Tuệ Siêu vừa rồi giảng cái bài kinh mà con nghe con rất là tán thán, cũng như là sư phụ Tuệ Quyền cũng giảng bài kinh này rất tán thán, là cái điều cái người thầy đó thầy giảng giải cặn kẽ, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, và muốn hết khổ thì bỏ đi cái nhân sanh khổ, chỉ có như thế thôi. Và cả những giáo xứ, tất cả những sách vở cũng như những bài giảng của Đức Phật thì ngài nói là ta chỉ là người chỉ đường thôi, là vì ngài đã nói rằng thế gian này là khổ và ngồi, và ngài chỉ tại sao là khổ. Khổ là cái đúc kha đó, là mà cái nguyên nhân cái khổ đó là cái tham ái, là cái tanh ha đó, và muốn hết khổ là phải bỏ đi cái tanh ha đó, và làm sao để hết khổ là bát thánh đạo. Thì đó là cái con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Và trong cái sự giáo dục cũng vậy, ông thầy không thể nào làm cho trò, ông thầy mà làm cho trò để cho trò mà thi đậu đó, thì trên thế gian này cái đó gọi là cái gian xảo. Không có vấn đề mà mình thi cho người ta đậu, dầu cho manh mối thế nào đấy, thì dầu cho cái người học trò nó có được bằng cấp, nhưng mà cái bằng bác sĩ đó để cho khiến cho người kia nó đã giết người, thì cái điều đó là cái điều phi lý. Chúng ta học ở đây là chúng ta học cái giáo pháp, và chúng ta phải thấy rõ cái điểm đó. Và nếu mình học mà để mong cho vị thầy mà làm cho mình thế là làm cho mình thông minh, làm cho mình giàu có, các chuyện đó không có. Mình phải học, mình phải bỏ công ra, mình phải tư duy để mình khó, phải có cái đào, phải có cái tài năng, cái khả năng đó nằm trong cái tâm của con người mình, rồi mình phải áp dụng đúng đắn và cẩn thận, chứ không phải là mình biết như vậy rồi mình làm bậy làm không có đúng cái phương pháp thì nó cũng có cái kết quả tốt. Vì vậy cho nên người thầy giảng dạy cho người học trò cặn kẽ những điều mà người học trò phải làm, và người học trò phải thực hành đúng như người thầy đã giảng dạy, thì người học trò lúc đó phải nói rằng người đó đã possede được, đã sở đắc được những điều mà ông thầy muốn cho người đó biết. Và người đó khi mà hành sự thì phải hành một cách đàng hoàng đúng đắn thì mới có thể đạt được cái kết quả mà người đó làm. Vì vậy con rất là tán thán sư bá Tuệ Siêu và sư phụ Tuệ Quyền hồi nãy vừa nói ra những câu rất ư là chính đáng như là Đức Phật đã giảng dạy. Vì vậy cho nên là kính thưa sư phụ, cái nhiệm vụ của người thầy chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Người thầy chỉ giảng dạy đây là khổ. Tại sao khổ? Là tất cả vạn vật trên thế gian là vô thường. Bởi vì khổ là tại vì do tham ái của chúng ta. Và tham ái của chúng ta là cho chúng ta cũng là bắt buộc phải khổ. Vì vậy cho nên con đường thoát khổ là bát thánh đạo. Con đường thoát khổ là bỏ đi cái tham ái. Và làm sao bỏ đi tham ái thì phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và đó là con đường đi đến mục đích mà Thế Tôn đã dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Kính thưa sư phụ, con xin trao ma để sư phụ, để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thủ xin truyền sư Minh Thông. Thưa quý vị, đọc kinh văn mà xin về cách hôm nay có lẽ là đối với đồng quý Phật tử ở trong lớp học này thì cứ rất là quen thuộc, và khi nghe quen thuộc rồi thì nhiều khi chúng ta dễ dàng chấp nhận mà chúng ta không có để ý nhiều. Đó là một cái một đoạn kinh rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Sự quan trọng ở đây là minh định rõ cái vai trò của Đức Phật và minh định rõ giáo pháp là gì. Đối với các tôn giáo, các hệ thống tín ngưỡng thì người ta luôn luôn nhấn mạnh đến là hễ gõ cửa thì cửa sẽ mở, hễ tin thì sẽ được cứu chuộc.
Và trong Phật giáo thì cũng có một vài cái tông phái tin rằng nếu chúng ta có đủ cái sự tin sâu thì chúng ta sẽ được vãng sanh, sẽ được Phật rước. Nhưng mà với Phật pháp đó, thì niềm tin vẫn chưa đủ. Và khi một người tu tập đó, thì niềm tin đó chỉ là một ở trong những căn bản phải có, tức là phải có đức tin, rồi phải có tinh tấn, rồi phải có niệm, có định, có tuệ. Tinh tấn, niệm, định, tuệ, trí tuệ không đủ. Hay nói một cách khác là có một niềm tin ở bậc đạo sư rồi, nhưng mà rồi cần đến gần, mở lòng ra để lắng nghe và đem áp dụng. Thì thưa quý vị, khi mà điều này được nói lên thì đạo Phật không thể quan niệm như là một hệ thống tín ngưỡng. Tại sao vậy? Tại vì trong hệ thống tín ngưỡng đó, chỉ cần tin và tin tuyệt đối là đủ. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì có những phần Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, Ngài chỉ chúng ta, nhưng mà có những phần chúng ta phải nỗ lực. Các con phải nỗ lực, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư. Đó là điều mà Đức Phật Ngài nhắc tất cả chúng ta. Cũng như trong rất nhiều trường hợp Ngài kêu gọi chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, kia là cội cây, đây là ngôi nhà trống, các con hãy tinh tấn nỗ lực, chứ có hối hận về sau. Thì những điều này xác lập rất rõ những gì mà Đức Phật Ngài gọi là vai trò của Ngài, cái công việc mà Ngài làm và cái gì mà chúng ta làm. Về điều này, thưa quý vị, tương tự như trong đời sống hàng ngày giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ thương, lo cho con, hy sinh cho con. Nhưng mà nếu có người con nào đó mà nghĩ rằng tất cả là được cha mẹ tạo dựng cho mình, thì thưa quý vị, người con đó chẳng những nhận thức sai mà còn đánh hỏng đi cái gì mà cha mẹ để lại cho mình. Tại vì sao vậy? Không thể nào cha mẹ khôn giùm chúng ta, không thể nào cha mẹ lột da sống đời lo hoài chúng ta,